Hello, chào mừng 500 anh em quay trở lại với phân thảo fishing nhá. Thì hôm nay em sẽ lên cái bài mồi câu cá rô đồng mà hàng nghìn anh em hỏi đây. Hôm nay mới có thời gian đây các bác nhá. Thì trước tiên khi vào công thức chi tiết của hệ mồi thì các bác hãy cùng em xem lại những cái đoạn video mà em câu được cá rô đồng này, cá chê. Đấy, hai cái loại cá cuốn ổ giật mỏi tay luôn. Các bác hãy cùng xem em nhá. Thì thính tắt xuống thảo ổ anh em nhé. Đi đâu? Ui giời. Ua. Mày nút phao này. Rồi. Chết luôn. Ui giời. Quá. Ui giời, rồi. Con này được đấy. Chạy à, đẹp đấy anh em ạ, màu trắng rút phào mà anh. Chết chưa quá à, con đồ đồng này bé quá. con đồ đồng này cũng bé quá anh em này. Úi xa, bự chưa, làm yên. Ai dạ, ủa đánh thấy đầu á. Thôi. Mày chạy đâu? Con này nó bị rát xuống dưới cái dòng cứ tưởng mất anh em ạ, vẫn còn đẹp chưa anh em, nhìn con này đã khớ chưa về đấy. Dậy ác quá. À, quá các bác ạ, con này mới xứng đáng là đàn cá rô khủng này. Đẹp nhá. Lút à, ui à. Đóng anh, ấy giời ơi. Rô cụ tổ. Vừa nó trượt nó con phải như thế này đấy các bác. Để lu đây cũng mất nhá. Vừa nó trượt phải một con như thế này đấy. Đẹp quá. Tươi, béo nhỉ, béo mũ. Cười luôn. Toàn con ngon này. Ngon và to phạc. Nào em cầm cái thùng thì trên đấy còn dắt một con trên dưới. Này nào em cầm cái thùng thì các bạn. Nên cầu cái túi này không thua. Nếu nó không phơi bày hết cái sự nhiều của nó cho bác xem. Cái này chắc phải hơn cân. Mày được thêm 3 em chạch. Tan chạch thì một con to mấy hai con nhỏ. Để mình ít chạch cho bác xem. Nguyên liệu chính của bài mồi hôm nay sẽ có tép đồng anh em nhé. Cắm ngô này, cắm gạo rang này. Thì ở miền Nam anh em hay dùng trứng kiến ủ thùng thùng để đánh.
nhưng mà miền Bắc thì chúng em hay dùng kiểu như là tép đồng mà kiểu như là để nó thủng thủng nào thì câu rất là nhạy. Nhưng mà có vấn đề các bác không biết là đó chính là tép đồng mình câu về cá không cuốn hổ được. Thế này làm sao mà cá cuốn hổ được? Thì hôm nay em sẽ đưa cái công thức mà em đánh cho bác xem. Và cái đợt tới này mùa thu này các bác đi câu cá rô đồng thì cực kỳ sướng luôn. Và đợt tới này em sẽ chỉ đi câu cá rô đồng mà chính. Rồi. Trước tiên nha các bác nhá. Đây, cái đây là thì là cắm ngua cắm gạo này, em vừa rang lên. Đó. Đây. Đây là cắm ngô bác nhá. Cắm ngô nguyên liệu chính của nó là cắm ngô với cắm gạo. Cắm ngô với cái cắm gạo này. Thì các bác cho một cái thì là 50-50 để rang thơm vàng. Đây. Đây là cắm ngô và cắm gạo anh em nhá. Đây, cắm gạo thì một nửa cắm ngô một nửa, cắm ngô bên dưới. Do là bài mồi rô đồng ấy thì mình làm số lượng nó cũng ít thôi. Đánh trong ngày thì mình đánh làm cái này là vừa tầm đánh thoải mái, tạo hiệu ổ đánh ok lắm rồi. Để cho nên rang các bác nhá. Đây, hôm nay thì sẽ rang trên cái chảo này các bác nhá. Nhà đang mất điện. Vừa em đang định đi câu thì trời mưa sét đánh cái rầm phát là mất điện luôn. Không dám đi câu ạ. Này anh em phải đảo đều lên cho nó chín vàng là ok. Cá rô đồng nó rất thích cái mùi thơm nhá, mùi thơm quả cắm gạo ra, cắm ngô ra. Rang cái bộ môn này anh em phải cho thật nhỏ nửa thôi nhá, mà rang nó đều tay vào, nếu các bác cho nửa co mà không đảo là nó cháy bén nhá. Chỗ thì sống, chỗ thì cháy là không được đâu. Cứ phải đảo thật đều tay. Rang nhỏ nửa. Thì cá nó mới chín vàng thơm được. Rồi, các bác nhìn chưa? Đấy, chín vàng thơm đều luôn. À, xúc là cái bát này các bác nhé. Đấy. Khi anh em rang nó lên rồi sẽ rất là vàng, rất là thơm. Cái này cá rô đồng nó cực kỳ thích luôn các bạn. Cá rô đồng cực kỳ thích luôn. Thì anh em sẽ đi câu ấy thì các bác sẽ chia làm đôi nhé. Chia làm đôi. Thì mình sẽ đầu tiên là rắc cái này xuống cái ổ cá của mình đấy. Để cho cá nó tụ vào, cuốn ổ vào. Còn anh em nào có kiểu kinh phí nó nhiều hơn một chút nữa là thì mình sẽ giã cả đống mà như nằm cục mồi to hẳn ấy, cục mồi hoàn chỉnh để câu ấy, thả xuống một nửa làm ổ, thế thì càng ngon nhá. Đây, cái tép đồng này thì anh em nhớ là cái tép phải để nó ươn ươn, có mùi thung thủm ấy thì nó cực kỳ nhạy luôn. Bây giờ sẽ bóc cái này đó nhá, bóc ra để dạ. Đây, tiến hành bóc. Bài mồi này thì anh em cứ cho vào bảo quản, khi mà mồi nó đã thủm rồi thì anh em cho vào bảo quản trong tủ lạnh. Thì chia mồi ra đi đánh rất là ok luôn, làm một lần đánh nhiều lần. Đảm bảo các bác đánh mồi này nhạy cực kỳ luôn. Anh em câu rô thì cứ lưỡi nhỏ nhỏ thôi nhá. Em câu đa phần là câu lưỡi số 1. Mồi bột các bác phải đánh lưỡi nhỏ thôi, mà cá xuống nó víu thì thôi. Bóc từng con này chung là nó cũng mất khá thời gian đấy các bạn. Cái mồi này của em đánh nó là mồi huyền thoại này các bạn, đánh từ lâu đời rồi nhá. Chứ không phải là những cái loại mồi mà anh em xem ở trên các kênh khác là họ chỉ mua cái mồi bột về họ phối ra, hoặc họ bảo là hôm nay đi test thử mồi này thấy nhạy để chia sẻ với anh em, thì cái điều đấy em không bao giờ làm nhá. Đấy là những cái các bác chia sẻ thế thì hầu như là chỉ có ăn may có hôm nào nó cắn hôm không. Như thế nó cũng không rõ ràng nhá. Còn đối với bài mồi của em nó là một huyền thoại này, em đánh nó chuyên nghiệp gọi như là gia truyền đấy. Thì em có hai cái bài mồi đẳng cấp nhất là bài mồi hù chua. Câu tất cả các loại cá này các bác thấy đấy, loại nào cũng vậy cũng được. Thứ hai là cái loại mồi rô đồng này, đây là hai cái bài mồi huyền thoại nhất trong cuộc đời em. Đánh thì đảm bảo có đánh thì bao phê luôn. Đấy, đây, tôm bắt đầu giã nhỏ anh em nhé. Mồi đánh thì cá rô cá chê cực kỳ thích luôn, nhạy luôn. Anh em cứ thả ổ một lúc là kiểu như lúc trời nó còn sớm sớm ấy, thả ổ luôn cá rô vào ngay. Còn đánh lúc muộn muộn rồi gần chập tối thì chê nó vào thì thôi rồi, câu đã đời luôn. Đấy. Đấy, anh nhìn chưa? Cái để mồi kiểu nó thung thủng thì câu nhạy vô đối. Đợt tới là sang thu là em sẽ chuyên chỉ đi câu rô cá chê thôi. Này nên là trước cái bài mồi cho anh em
Học hỏi làm theo mấy nữa đi câu cùng mấy em nhé. Rồi, ok. Tôm này này. Đặc biệt là cái bọn rô phi nó không ăn mồi này đâu các bạn. Cực kỳ hiếm gặp rô phi, em câu chưa bao giờ gặp rô phi ăn cái mồi này. Đấy. Đây, đây là cám đã được rang thơm. Anh em cho vào. Anh em cứ cho vào một lượng nó vừa phải, các bác đừng để ý cái tỉ lệ làm gì, cho một lượng vừa phải mà mình bóp kiểu nó mềm mềm, nó đèo đèo cái tay này, có này đính đính cái này là ok này. Đấy. Làm sao cứ bóp để nó tạo độ dính ướt ướt đấy, như kiểu là mình có mùi vuốt ấy là ok nhá. Các yên tâm cái phần cám thừa nó sẽ rơi ra ngoài, nó không dính vào mồi đâu, nên là anh em cứ yên tâm bóp thôi. Cái phần nào nó dính được vào mồi đấy là một cục mồi ngon luôn. Rồi. Đấy bác nhìn chưa? Cái phần nào nó không dính vào nó sẽ nằm bên ngoài, nó thừa ngay. Nè, các bác đừng để ý tỉ lệ làm gì, cứ bóp bao giờ cảm giác nó dính cái tay nó ok. Thơm cực kỳ luôn. Vì là mình câu lưỡi đơn ấy, lưỡi đơn nên thành ra là mồi này câu một cục như này anh em câu cũng thoải mái cả ngày luôn. Cá nó ăn nó ít tốn mồi, nhưng không như lục cô lục thì cái này chắc là được 1-2 cũng có mồi à, hết rồi. Đó. Mồi đánh nhỉ, bao phê. Nó là huyền thoại của em này. Đấy, còn phần này thì sẽ nằm thính. Cái này cục mồi gọi là cục mồi chất nhất các bạn. Này, mồi rất là chất, chất lượng, nhưng mà bây giờ anh em phải pha ra nhé. Phải pha ra chứ nếu mà mình đánh mồi chất thế này thì nói chung là nó cũng hơi tốn kém. Nên là bác nào mà có điều kiện là mua nhiều tôm thì đánh mồi này thì cực kỳ ok. Nhưng mà em sẽ thêm phụ gia, hiểu, đánh để độn mồi lên. Đây, đây là phụ gia của em, đó chính là cái cắm gà hay anh em gọi là cắm trứng đấy. Ngâm nước cho nó bở ra các bác nhé. Ngâm nước cho nó bở ra. Nhưng mà nếu mà đánh cục mồi này thì nó lại chất quá. Đây, cục này của em thì em cho thường thường là em cho gần như gấp đôi cái cục mà to các bác ạ. Bởi mồi nó chất một lúc mà kiểu một tôm nó thủng ra mồi, mồi nó rất là lan tỏa, rất là kinh khủng. Mình phối thêm cái này. Cắm gà, cắm trứng, cắm chim đều được anh em nhé. Đấy. Nhất là mình đánh, thứ nhất là độ tốn kém mồi, mấy thứ hai ấy là mồi nó sẽ mềm hơn, anh em cho cắm gà mồi nó mềm nó chắc hơn. Còn thực ra cái cắm gà thì một cá em thấy nó cũng ăn nhưng mà ít khi ăn, em chỉ làm cái đấy coi như là theo cái phụ gia thôi. Đấy, tương đối chuẩn đấy các bạn. Đó, nhìn thấy dẻo đấy. Đấy, và câu đơn được thì phải cho bột mì đó nhé. Muốn câu đơn chắc mồi thì phải cho thêm bột mì. Này mình cho lượng vừa phải thôi, để cá nó ăn vào cái mồi bắt đầu nó tan được ra thì nó dính vào lưỡi ngay, chứ cho nhiều cái mồi này khô cứng. Tùy vào cái chỗ anh em câu nước nó chảy hay nước nó không chảy để mình phối cho nó hợp lý. Nhưng mà nước chảy thì cho thêm nhiều bột mì hơn một chút. Đánh cái này bao phê các bạn. Rồ không trượt con nào. Đấy, xuống anh em nhớ là làm một ít này thả thính xuống nhá, là cá bầu ngay, không cần phải thả nhiều đâu. Mình không phải đánh lục nên mình không thả nhiều đâu, cứ vẩy một lúc một ít này xuống là cá nó vào ngay. Câu rô thôi các bác, là thường em chỉ làm một cục này em câu là cũng bét nhẹ cả ngày. Đây là cái lưới số 1 của em này, để nâu nó cũng hàn trước đánh này. Như này chỉ cần xong một tí thôi các bác nhé.
Đấy. Em chỉ cần cho một tí là nó nụt cái đầu lưỡi cái này là ok, xuống nó tan ra này. Đấy, về mồi cũng là này mới là chuẩn chuẩn bài. Câu rồi mồi còn nhỏ thôi, mồi to quá thì nó vỉa thì còn giật mãi nữa. Đấy anh em thấy chưa? Mồi này mà chuẩn một cục này câu cả ngày luôn. Ôi chưa rồi. Đang đang một cái nữa rồi. Đây nãy ra. Hôm nào đang bóp một cái thì móc vào tay cho này, hỏng hình. Cái này nó có ngạnh thì ta lần trước em bị móc một lần móc vào tay mà phải đi mổ đau á, nó có ngạnh ấy. Rút ra nó đau. Rồi chúc anh em thành công với cái bài mồi của em nhá. Đây là mồi huyền thoại. Anh em nhớ vào nhóm Facebook Phương Thảo Fishing để anh em cùng nhau chia sẻ bài mồi này, báo cá này. Rồi hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Chúc anh em lên thật nhiều hàng. Và đợt tới mùa thu tới này thì anh em sẽ được chiêm ngưỡng nhiều cái cảnh đẹp mà đi câu cá rô, cá chê. Đa phần em sẽ câu cá rô với cá chê thôi. Hẹn gặp lại các bác trong tất cả video tiếp theo nhé.